Hello, xin chào các bác. Vâng, lại một thiết bị nữa dành cho Wii, chiếc máy chơi game thân yêu này của em. Giá 1,9 triệu mà làm chơi được rất là nhiều thứ thú vị. Cái tay cầm lần trước ấy, cái clip lần trước em làm các bác thì các bác biết rồi đúng không? Hàng fake thôi. Giá chỉ có hơn 500 một đôi. Cả hai cái đây, em lại khoe lại nhá. Đây này. Đó, cử động cũng khá là thú vị, cử động khá là tinh tế và chơi game cũng khá là sướng, bởi vì là mình có chơi game vận động này, cũng khá là hay. Đấy, đó là em đã thử chơi và em có lên trên YouTube để tìm hiểu có một cái này rất là hay đấy nha, và em đã mua về giá cũng vô cùng là rẻ luôn. Phải nói thật là thiết bị của chiếc này, chiếc Wii này rất là rẻ luôn, thì em cũng mua bằng thẻ tín dụng. Và cái sản phẩm này thì giá khoảng 120.000 một đôi, có 6.000 một cái thôi. Đó, cụ thể là cái gì nhỉ? Đây nha, các bạn nhìn nha. Cụ thể thì nó là một chiếc Jasper Gun cho Nintendo Wii. Đó, có nghĩa là một khuôn của cái chiếc súng để chúng ta có thể lắp, để các bác có thể lắp cái này vào và để chơi bắn súng. Đó, thì em mua với giá chỉ có 120.000 ở trên Shopee Việt Nam này các bác nhá, Shopee nước ngoài các bác nhá, Shopee Trung Quốc nhá. Đó, thì các bác có thể nhìn lại ngay cái đóng gói thì các bác đã biết luôn là của Shopee Trung Quốc rồi đúng không? Đó là cái shop này. Đây, nó không có bao hộp gì cả. Nếu là hàng chính hãng thì nó đã có hộp đầy đủ, và ở Việt Nam đâu bán tầm khoảng 1 triệu hay sao ấy. Nhưng cái này em mua 120.000 thôi, nên thành ra là em mới bóc cho bác xem. Chứ giá tiền triệu thì bóc cho bác xem làm gì đâu, đúng không? Đây, giờ em sẽ mở ra, bởi vì thực ra nó chỉ là cái khung súng, cần gì phải mua tiền triệu. Đó, em mở cho bác xem nhá, và em sẽ chơi thử như thế nào. Đó, chơi trò gì à? Côn đồ ti. Đó, một tổ bắn súng mà cầm này chạy chạy ở đường thôi rồi. Quá tuyệt vời luôn. Nó gói thì đơn giản sơ sài thôi. Nó cũng như tương tự như là cái sản phẩm này, nó không có hộp kèm theo. Đấy, nó chỉ có một cái túi không như này các bạn này. Đây. Đó, rất đơn giản. Gồm hai cái Jasper. Một có 60.000 một cái. Thế này nó cũng không đòi hỏi nhiều. Mà tôi thì mình bỏ nó 1 triệu mua một cái khung nhựa là cái gì đâu, bởi vì thực tế ở đây chỉ là cái khung nhựa thôi nha. Đó. Có thấy không? Đây, đây là cái cò súng này. Đó, cái đấy thì nó sẽ dùng cho cái này nhá. Cái này nó chỉ là cái khung thôi chứ nó không phải là cái súng đâu. Đó, thế nên các bác phải lắp cái này vào. Này. Đó, vừa khít nhau luôn. Và sẽ cò sẽ nằm ở đây luôn. Đó, để cho các bắn. Và nếu mà di chuyển thì là các bác sẽ lắp cái này vào đây. Này. Đó, để được thiết kế dành cho nhau mà. Này, xem nào. Cái này rút ra cái gì đây? Không biết rút ra cái gì nhỉ? Từ từ nhá, để em dừng video lại, em tìm cách rút này, không làm cái cật cái vào thôi ấy. Đây rồi, đó, anh bấm mở như này này. Đó, thì bây giờ em sẽ cài cái này vào nhá. Cài cái này vào đây. Không vừa nhỉ? Sao thấy nó không vừa thế này nhỉ? Đây rồi, đó. Đóng này vào. Đây, có gì đâu. Đấy, muốn cái dây này nó gọn nhá. Thì giống như hàng xịn thôi, chuột này xuống và y hàng xịn thôi, quấn vào này. Cái này có hơn 100.000, thực ra nó không nhựa, tại vì mình phải bỏ tiền triệu ra mình mua đúng không. Cái này thì không bỏ, để bỏ tiền triệu ra mua làm cái gì cả. Đó, rồi sao nữa nhỉ, rồi sao nữa nhỉ. Đây thì phải. Đúng rồi. Đúng không? Đây này. Đây. Đúng rồi, như này. Đó. Cắm này vào đây. Đó, là nó sẽ thành cái súng nha. Cầm vào đây và di chuyển này. Đó, các bạn thấy không? Rất là hay luôn. Có 60.000 bạc, mặc dù là trông nó đẻo đẻo này. Trông nó hơi lạch lạch một tí này. Đó, hơi lạch một tí này. Nhưng dù sao thì nó cũng chỉ là cái khung nhựa để cho giống khẩu súng, để cho chúng ta chơi game nó thực tế hơn một chút. Thôi chứ nó cũng chả có cái gì cả đúng không? Thế nên là cũng chả cần đòi hỏi nhiều. Bỏ tiền nó hơn 1 triệu để mua hàng xịn để làm cái gì chứ. Mà trong mặc dù hàng này có thể chơi được. Cái này thì cũng có thể lắp được cái tay xịn nhá, cái tay có chữ Wii đây này. Cái tay cầm hàng zin ấy cũng có thể lắp được, bởi vì cái này làm y khuôn mẫu của hàng zin. Thế nên các bác đừng có thắc mắc là 160.000 không lắp bằng gì nữa, chắc chắn là nó sẽ lắp được nhá. Đó, ai muốn tháo ra thì ấn này thôi.
và nhấc này ra là xong. Đấy, bởi vì là cái tiếp xúc của quả súng này này là nó sẽ nằm cùng với cái này luôn. Thế nên là lúc bắn súng thì nó sẽ thay cho cái nút này luôn. Đó, cơ chế của nó hoạt động nó rất là đơn giản thôi. Đó. Ok. Bây giờ em sẽ chơi xem như thế nào nhá, các bác cùng xem. Rất là hay, có hơn 100 bài, 60.000 một cái, làm hai cái hai bố con cùng bắn. Đó, em có thằng con trai hôm nay học lớp 1 rồi, biết chơi những cái này rồi. Nó chơi Mario cùng em rất là giỏi luôn. Thế bây giờ em sẽ lắp cái này vào em chơi nhá. Ok. Sướng chưa? À, chơi nhá. À, cầm súng trên tay thì nó di chuyển vô cùng sướng luôn. Ok. À, thì nó là vô cùng hiện đại. Cái này dùng để chơi game bắn súng. Ví dụ như là Call of Duty này, nó sẽ có hai phiên bản là phiên bản Ghost và phiên bản Ops và Black Ops 2. Chiến tranh quá khứ, chiến tranh gọi là chiến tranh lạnh ấy, và phiên bản này là phiên bản chiến tranh hiện đại. Còn một số game bắn súng khác hay là game Zelda, game nổi tiếng ở trên hệ này ấy, thì chúng ta có thể chơi được. Cầm kiểu như là bắn cung nó sẽ cảm giác sẽ thật hơn. Đó, thì cái khi mà lắp vào đây thì cái nút còi này nó sẽ to như này này. Đó, em sẽ vào chơi nhá. Này các bạn này. Đó. Di chuyển luôn. Đó này. Rất là chuẩn nha. Cái này nó rung liên tục luôn. Cảm giác như cầm súng thật đấy. Nhưng cái độ rung của nó thì hơi bị chậm. Nó rung như cái tay game PS3 tuyệt vời hơn nhiều. Đó. Ok. Chỉ đỡ rồi. Ok. Đó, mọi người đây. Chết. Đây hình như là con của Trung Quốc sao? Thế bảo đây là con của Trung Quốc. Ấn là nó bảo ấn là thay đạn này. Ấn cái gì ở trên lăng chắc để thay đạn nhỉ? Đây có hai nút là chẳng nút nào thay đạn này, đây nút ngắn thôi. Lăng chắc thì có hai cái, xuống thì không được. Không biết là nút nào là thay đạn, thôi kệ đi. Bắn lại. À. Ấn à. Ok. Rất là dễ nha, khi chúng ta cầm ở trên này thì nút điều khiển chức năng tất cả các thứ ở đây. Đó. Cầm súng trên tay là sẽ chiến đấu rồi. Tuyệt vời. Và nó là tuyệt vời. Tay phát là thay súng thay đạn luôn. Đây. Đấy, là thay đạn. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần hất tay phát là thay đạn. Đấy. Tấn này là lên súng và cả hồn. Đấy. Hoa qua đây ạ. Phải nói là như thật luôn. Hình như là nó ảnh nó đạn này. Ấn nút cộng là nó đạn. Đó, nên là súng đi theo thì nó theo luôn. Đó. Em hiện tại đang dùng súng của kẻ thù luôn. Đây như là quân Trung Quốc sao. Đó. Phải nói là đẳng cấp.
Nói chung là máy Wii là chơi game là nó sẽ chơi được những cái game mà theo hành động của mình. Vận động chơi không cầm súng vậy nhưng khá là mỏi tay ấy. Tìm được rồi. Thế nhất có lắc tay thế đã. Hết ạ. Lên lại quả súng. Bắn súng vào nào rụng phát đấy, quá tuyệt vời luôn, cảm giác như thật đấy. Bao đựng súng này này, gọi là bao, gọi là Zapper này, mua giá chỉ có 60.000 một cái thôi nhé, chỉ có 60.000 một cái, hơn 50.000 một cái thôi, cả tiền ship là 60.000 một cái rồi. Còn những cái này thì, và cái này từng làm clip rồi, hai cái này là mua bao nhiêu nhỉ, 500.000 làm hai cái, có nghĩa là khoảng hơn 200.000 một cái, một đôi hai, hơn 200.000 một thiết bị này, và lắp vào khẩu súng này tính tổng ra khoảng gần khoảng 300.000 đi. Và các bác mua cái đầu game 1.9 thì các bác về các bác trải nghiệm thoải mái luôn, cần gì ra khu chơi game luôn, mà chơi là nhiều game đồ họa cực kỳ đẹp luôn, ở trong khu game chưa chắc là đẹp mà. Đó, đơn giản là vậy thôi các bác nha, rất là hay đúng không? Các bác nào mà không tìm được link thì có comment ở phía dưới video sẽ gửi link cho. Đó, Zapper của Wii nhá, giá chỉ 60.000 thôi. Các bác xem clip nha, chào lại các bác.